Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ thuật phanh cơ bản của Bartin. Kỹ năng đầu tiên, phanh chữ A giúp cho các bạn mở tốc, giảm tốc độ. Động tác đầu tiên, đóng mở chân liên tục. Bắt đầu. Kép lại, mở ra. Kép lại, mở ra. Động tác tiếp theo, ấn chữ A 2 nhịp. Đối với những bé được chân chưa đủ để giảm tốc, sẽ sử dụng 2 nhịp cho lần tập này để làm quen. Bắt đầu. 1 2. Đúng rồi. Bài tập sau cùng, hắn chữ A 1 nhịp. Bắt đầu. Rồi, mở chân ra, hắn lại. Đúng rồi, tốt. Rồi, hắn lại. Rồi, tốt. Động tác tiếp theo, phanh chữ T. Bắt đầu. Động tác này sẽ hỗ trợ các bạn giảm tốc độ trong lúc trượt. Đã tập được động tác này, chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Bước thứ nhất, đứng tại chỗ thực hiện động tác. Một chân sẽ để phía sau, tạo hình chữ T và sẽ dồn trọng tâm vào chân còn lại. Tập đi tập lại nhiều lần động tác này. Động tác tiếp theo, trượt và trụ một chân trên giày. Bắt đầu. Động tác này sẽ giúp các bạn hỗ trợ tốt hơn, thăng bằng tốt hơn khi tập kỹ thuật phanh chữ T này. Động tác sau cùng, thực hiện kỹ thuật phanh chữ T. Bắt đầu. Đối với các bạn tập tại nhà, hãy làm theo hướng dẫn của GoLay. Chúc các bạn tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh GoLay Sport.